Với 30 tuổi, tôi định chồng bỏ đói chuyện ấy. Gia đình tôi nhìn bên ngoài ai cũng mơ ước vì vợ chồng đẹp đôi với cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh. Nhưng tôi đang đấu tranh ghê gớm vì đã lâu chồng tôi nghi quên chuyện ấy. Tôi rất ngại khi phải nói ra câu chuyện của mình để nhờ mọi người tư vấn. Nhưng nếu không nói ra, tôi sẽ như thế này đến cuối đời thì cuộc sống thiếu vô nghĩa. Tôi với chồng yêu thì mới cưới nhau. Chúng tôi có gần 10 năm yêu nhau trước khi cưới nên không thể nói là không yêu. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình đáng mơ ước vì đẹp đôi và có một cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh. Chồng tôi lại kiếm được tiền và rất yêu chiều vợ con. Sau khi cưới nhau được 2 tháng, tôi sinh bầu và luôn khỏe mạnh trong quá trình mang thai, không bị nghén như nhiều ba bầu khác. Nhưng vợ chồng gần như không làm chuyện ấy vì chồng nói để giữ cho tôi, để em bé ra đời khỏe mạnh. Tôi không phản ứng nhưng trong lòng ấm ức vì thực tế tôi là con người cũng có nhu cầu. Khi tôi sinh con, chuyện ấy lại càng hiếm vì chồng lo tôi mệt chuyện gia đình, chăm sóc con cái dù bản thân tôi không cảm thấy như vậy. Có vài lần tôi đề cập thì anh ấy làm cho quá chuyện. Tôi là phụ nữ không thể đòi hỏi mãi được. Đến giờ con trai tôi đã 5 tuổi, nhưng số lần chúng tôi làm chuyện ấy chắc chỉ đến trên đầu ngón tay. Tôi đã nghĩ đến chuyện chồng có người khác, nhưng sau khi thuê người kiểm tra, tôi chắc chắn anh ấy không có ai, với lại hôm nào anh ấy cũng ăn cơm ở nhà. Anh vẫn chăm sóc và yêu chiều tôi như khi mới yêu nên tôi không thể nhìn chuyện ấy mà lại có ý định chia tay chồng. Nhưng năm nay tôi mới gần 30 tuổi, chả nhẽ cuộc sống vợ chồng của tôi cứ như vậy cho đến hết đời, nghĩ đến thư tôi đã sợ hãi lắm rồi.